Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị, ở phần 2, Hoàng Vy đang dừng dở về một cái sự kiện cũng nói là gây chấn động và gây thu hút cái sự chú ý của người dân toàn thế giới. Về thứ mà người ta gọi là một cái cuộc tấn công vào nền dân chủ của thế giới. Khi mà đám đông lại bạo loạn và biểu tình họ không chấp nhận kết quả bầu cử ở Brazil, họ không chấp nhận kết quả giống như cái người thủ lãnh của mình là cựu tổng thống Bolsonaro và bây giờ ông ấy đang ở Florida không chấp nhận những kết quả bầu cử cho nên đã tấn công vào quốc hội, tòa nhà quốc hội, vào uh, tòa nhà tổng thống cũng như là tối cao pháp viện. Và ông tổng thống Joe Biden cũng như là ông tổng thống của Brazil là ông Lula đều lên án câu chuyện này và cho rằng đây là một cuộc tấn công tàn bạo, tàn bạo và phát xích. Vậy thì câu hỏi ở cuối phần 2 mà vi đặt ra là cựu tổng thống Donald Trump đang ở đâu? Chúng ta biết rồi, ông đang ở Malago ông bolsonaro thì đang ở florida mà không biết ở cụ thể là ở điểm nào nhưng mà cựu tổng thống donald trump đã nói gì thưa quý vị ông trump đã hoàn toàn không nói gì về sự kiện này hoàn toàn không nói gì cái cuộc bạo loạn của brazil diễn ra vào đầu ngày chủ nhật nhưng mà người ta đang nín thở và đặc biệt là những ai quan tâm về tình hình chính trị nước mỹ người ta nói vậy thì ông trump nói gì không nhưng ông không nói gì thay vào đó ông giữ thói quen lên truth social là cái mạng xã hội mà ông yêu thích và gần như là ông tweet ra ông post ra hàng chục cái lời nhận định vào ngày thứ bảy ở phần 1, hoàng vi có nói ông nói rằng là nước mỹ tôi đã làm một cái một cái chuyện mà ân huệ rất là lớn đối với nước mỹ là bằng cách là giúp cho ông kevin mccarthy thắng được cái chiếc ghế chủ tịch hạ viện nhưng mà vào ngày Chủ nhật, ông không nói gì trước cái sự bạo loạn của Brazil, nhưng ông có nói. Ông tấn công ông dân biểu Adam Schiff của California, là bên phía đảng Dân Chủ. Adam Schiff là có chân trong cái ủy ban điều tra bạo loạn ngày 6 tháng Giêng. Và ông Trump đã tấn công ông dân biểu Adam Schiff và gọi ông này là một cái túi rác và là một kẻ phản bội nhưng mà không nói gì về cái cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng. Nhưng mà người ta cũng nhớ rằng năm 2022 xảy ra ngay trước cái cuộc bầu cử tổng thống này thì ông Trump đã từng ca ngợi ông Bolsonaro hết lời và nói rằng là ông ấy có được cái sự ủng hộ của tôi cho cái chiếc ghế tổng thống trong cái nhiệm kỳ sắp tới. Và còn nói như thế này nè, tôi và ông Tổng thống Bolsonaro đã có với nhau một cái tình bạn rất là tuyệt vời trải qua nhiều năm rồi. Và ông ấy là chiến đấu không mệt mỏi cho tình yêu, cho sự vững bền và cho người dân của Brazil. Giống như cách tôi làm cho nước Mỹ và cho người dân Mỹ vậy đó. Đây là nguyên văn của cựu Tổng thống Donald Trump đã nói vào tháng 10 năm 2022 nha thưa quý vị. Rằng ông bolsonaro đã chiến đấu không mệt mỏi vì cái sự bền vững cho tình yêu cho người dân của brazil giống như tôi cái cách tôi đã làm cho người dân mỹ và nước mỹ vậy đó và brazil thì rất là may mắn để có một người như là ông bolsonaro làm việc cho họ và, và ông Bolsonaro cũng bày tỏ cả cái sự cảm kích và gọi coi như là uh, coi ông Trump là một cái người vừa là đồng minh và giống như một cái người thầy vậy đó và cả cái chính sách mà đối phó với covid 19 chắc quý vị không quên là cả ông Bolsonaro cũng làm y chang đối với ông giống như ông Donald Trump và nói rằng là tại sao phải làm biết điều với coi cái chuyện mà covid 19 ngay khi đại dịch vừa mới xảy ra đó thưa quý vị tại sao phải làm biết điều quá vậy bởi vì cái đại dịch này rồi nó sẽ biến mất một cách thần kỳ giống như cựu tổng thống donald trump nói và cũng trong cái câu chuyện này đó thưa quý vị thì người ta thấy là ở texas có một cái ông dân biểu ông dân biểu này là đảo quốc hội liên bang ông có tên là joaquin castro ông đã nói rằng vậy thì với câu chuyện của brazil này là chính phủ joe biden không thể làm ngơ không thể làm ngơ ở cái chuyện rằng không có để được để cho ông tổng thống bolsonaro đang trú ẩn đang trốn theo cái lời ông dân biểu uh, joaquin castro này nói là để cho một cái nhà độc tài như là ông bolsonaro trốn ở nước mỹ nước mỹ không có nên làm cái nơi dung chứa và là cái nơi ẩn nấu và trốn tránh của những cái nhà độc tài mà mỹ phải chuyển giao phải đẩy ông này về lại brazil bởi vì sao bởi vì bolsonaro vào cái ngày mà ông trốn sang florida ở hiện nay thưa quý vị thì ông đang vướng vô rất là nhiều những cái cuộc điều tra về tham nhũng về tham nhũng và ông ấy vẫn còn đang là đối tượng điều tra về tại sao mới có thể bỏ Brazil mà vào nước Mỹ. Và theo cái lời ông dân biểu này nói đó là Bolsonaro là một cái người nguy hiểm cho nên chúng ta phải đẩy ông ấy ngược trở về Brazil. Đó là một cái ý của một trong những cái nhà lập pháp người ta đã nêu ra cái câu có cái vấn đề như vậy. Rồi, nhưng nói về tổng thống Joe Biden thưa quý vị. Thì vào cái ngày thứ bảy và ngày chủ nhật Uh, vừa qua và cả cái ngày hôm nay nữa nói về ngày chủ nhật trước đi tổng thống Joe Biden đã có một cái cuộc uh, viếng thăm đến cái biên giới El Paso của Texas để ông xem là cái chuyện mà khủng hoảng di dân ở biên giới đã đến mức độ như thế nào rồi và cái chuyến đi này của ông cũng vấp phải rất là nhiều những cái sự chỉ trích ở bên phía đảng cộng hòa có nhiều người đã gửi thư về cho chương trình và cũng như là bình luận vô chương trình và nói rằng ông Joe Biden làm gì mà không bị chỉ trích chuyện bình thường nhưng mà trong cái chuyến đi ngày hôm qua đó thưa quý vị ông đến El Paso vốn là một cái nơi người ta gọi là một cái điểm nóng và là một cái thành phố biên giới giáp với Mexico và có cái lượng di dân đang rất là bùng nổ và quá tải và ông đã đi dọc cái cái hàng rào biên giới cao 18 feet và ông có cái ông bộ trưởng nội an Mayorcas cũng như là cái lực lượng giới chức ở biên phòng đã cùng đi với ông trong cái chuyến đi này phía cộng hòa thì chỉ trích như ông Kevin McCarthy nói ông Biden đến đó làm gì ạ à? đến đó để, để chụp ảnh đúng không để rồi post lên trên mạng xã hội và kiểu giống như là mỹ dân là ừ mình có giải quyết cái vấn đề khủng hoảng biên giới đúng không rồi trong cái chuyến đi này đó thưa quý vị thì uh, ngay cả ông thống đốc của Texas là ông Greg Abbott cũng ra ngay tận uh, nơi để mà đón ông Joe Biden nếu như được thì ban kỹ thuật có thể tìm dùng chúng tôi cái hình ảnh là ông Joe Biden được ông Greg Abbott đón tiếp nhưng mà cái tay phải thì chào và cái tay trái đưa ra một cái lá thư, một cái tờ giấy mà ông Greg Abbott ghi rõ là đây là cái lá thư mà chỉ rõ những cái uh, những cái vấn đề ở biên giới đó nó khủng hoảng đến như thế nào. Và ông Greg Abbott còn nói như thế này nè. Ông Tổng thống Joe Biden, xin cảm ơn. Đây là cái hình ảnh mà ông Greg Abbott đón và đây là cái lá thư mà sau cái chuyến đi đó ông joe biden đến ngày hôm nay ngày thứ hai ông vẫn khẳng định là ông chưa đọc cái lá thư thì ông Greg Abbott nói là ông tổng thống đã gây ra cái hỗn loạn ở biên giới cho nên ông phải có mặt ở đây. Thật tình cờ là ông ta đến quá muộn 2 năm và tiêu tốn khoảng 20 tỷ, ông Abbott nói với ông Abbott nói với phóng viên. Và nhưng mà về phần của ông Abbott đó thưa quý vị thì ông này cũng đang đối mặt với cáo buộc là sử dụng hàng ngàn người di dân và ông than thở rằng bây giờ ông cần cái nguồn quỹ liên bang để đối phó với khủng hoảng di dân ở biên giới, nhưng cũng chính ông là người tiêu tốn hàng triệu Mỹ kim để tổ chức những cái chuyến bus, những cái chuyến xe bus mà chở di dân đổ vô những cái tiểu bang xanh đó thưa quý vị và cả nhà bà phó tổng thống kamala harris đó đó là những thứ mà ông Greg Abbott ông đã chỉ trích coi như là không đến biên giới thì cũng bị chỉ trích mà đến biên giới thì Cộng hòa cũng chẳng tiếc cơ hội đó để mà chỉ trích. Và trong cái chuyến đi này đó thì ông Joe Biden có nói với phóng viên là ông có nói chuyện với những cái giới chức họ và chỉ cho ông coi cái cách thức nào để họ kiểm soát được ở biên giới rồi đặc biệt là đối với tình hình mà dân mà buôn lậu về súng và về ma túy rồi bằng cả những cái thiết bị để mà có thể dò tìm được những cái chất mà buôn lậu nó như thế nào để nó qua cái biên giới nhưng mà ông cũng nói với uh, truyền thông rằng ấy, ông theo những cái gì mà ông xem đó thì ông thấy rằng là cần phải có nguồn quỹ cần phải có số tiền để rót về cho cái lực lượng biên phòng như thế này để họ có đủ thêm nhân lực để họ có đủ thêm thiết bị để mà đối phó với tình hình di dân nhưng mà trong hàng loạt những cái thông tin ngập tràn trên truyền thông mà hoàng vi đọc được suốt từ ngày chủ nhật cho đến ngày hôm nay thưa quý vị thì có một cái dòng thông tin có một cái dòng thông tin nó nổi lên và nó thu hút cái sự chú ý của chúng tôi đó là người ta truyền thông chụp hình một cái công dân một cái ông người venezuela ông ngồi ở cái biên giới và ông đã nói như thế này nè chúng tôi đã cầu nguyện rất là nhiều và có một cái thông điệp muốn gửi đến cho tổng thống joe biden đó là ông tổng thống biden tôi đã cầu chúa chạm đến trái tim ông để chúng tôi có thể ở lại đất nước này làm ơn giúp những người di cư chúng tôi có cái tương lai tốt đẹp hơn tại mỹ đó là những gì xảy ra nhưng đồng thời người ta cũng nói vào cái ngày mà ông joe biden đi đến biên giới đi đến cái el paso đó thì không thấy cái hình tượng hỗn loạn diễn ra như là hàng ngày nó vẫn diễn ra thì cái cô dân biểu của bên phía đảng cộng hòa là mera flores cô nói là tại sao tại sao chính quyền ngay tại đây họ lại dẹp sạch cái tình hình mà không có để cái đúng cái hiện trường là hỗn loạn ngay tại biên giới mà dẹp sạch hết mà khi ông joe biden đi đâu thấy cái gì đâu đáng lẽ phải để yên như vậy chứ cho nên là ông kevin mccarthy cũng nhân cơ hội đó và nói rằng là ông joe biden chỉ thực hiện một cái cơ hội chụp ảnh mà thôi nhưng mà mặc dù là những người bên đảng cộng hòa chỉ trích ông joe biden rất là nhiều như vậy nhưng mà họ đã quên họ quên hai điều thứ nhất cái chuyện là di dân ở biên giới thưa quý vị là một cái vấn đề mà chúng tôi nhiều lần thưa là nó xảy ra bao đời ở tổng thống kể cả cộng hòa hay dân chủ đều gặp những vấn đề tương tự bởi vì di dân ở những nước ví dụ như là ở mexico họ trốn cái chuyện mà buôn lậu hỏi khủng bố rồi cướp bóc không có đâu xa đâu ngay trước khi ông joe biden đến ở mexico đã làm một cái hành động là họ giải tán và họ trục xuất một số những cái di dân mà đột nhập vô biên giới và họ trục xuất và thậm chí là có cả một cái cuộc truy đuổi cái con trai của trùm buôn lậu ma túy khét tiếng của mexico đó nhưng mà để mà chúng ta thấy một điều rằng là cái vấn đề ở những cái biên giới nó vô cùng bất ổn và người dân người ta mong được tìm thấy một cái mảnh đất nó tốt đẹp hơn nó yên bình hơn cho cái cuộc sống của mình cho nên là đó là lý do mà ông joe biden vào cái tuần trước vào ngày thứ ngay tại tòa Bạch Ốc, ông đã ban bốn cái chính sách mới của ông là sẽ chấp nhận 30.000 di dân mỗi tháng đến từ Haiti, Nicaragua, Venezuela. Nhưng mà với một điều kiện duy nhất là họ phải vô bằng con đường hợp pháp, phải được phê chuẩn hồ sơ đàng hoàng, xét hồ sơ đàng hoàng, còn nếu không thì sẽ bị đẩy ra khỏi biên giới. Đó là những gì ông Joe Biden đang làm để giảm bớt cái áp lực ngay tại biên giới và cũng đồng thời ngay vào ngày thứ hai này, thưa quý vị, thì ông Joe Biden sẽ gặp ông tổng thống của Mexico và cả ông tổng thống, uh, ông thủ tướng của Canada là ông Justin Trudeau và chúng ta không quên là ông Trump trong cái nhiệm kỳ của mình để chỉ trích hai cái vị nguyên thủ này rất là dữ dội và nhất là ông Trudeau đó, ông Trump nói là một cái kẻ yếu đuối, không làm được chuyện gì hết đó. thì trong cái cuộc gặp Tây Ba này, theo nhiều người dự đoán, bởi vì cuộc họp kín không có công bố cho truyền thông vào ngày hôm thứ hai cái cuộc thượng đỉnh này, thì được biết là ông Joe Biden sẽ sẽ đem lên đặt lên cái bàn nghị sự của mình là những cái thỏa thuận cả về cái câu chuyện thương mại mua bán nữa và bên cạnh đó là cả những cái áp lực và yêu cầu là những cái vị tổng thống này phải cùng hợp tác để giải quyết cái vấn đề di dân, giữ lại ở nước mình những cái di dân để làm sao không có leo tường, không có đột nhập vô biên giới của nước Mỹ. Chúng ta chưa rõ là ông Joe Biden sẽ thương thuyết như thế nào trong cái mối quan hệ tây ba như thế này để mà giải quyết vấn đề di dân. Nhưng đó là một trong những cái việc mà ông đương kim tổng thống ông đang làm thì chúng ta không có rõ. Thì uh, sau đó sau một vài ngày chắc chắn là Tòa Bạch Ốc sẽ gửi ra cái thông tin thì chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị. Một tin tức tiếp theo là một cái câu chuyện xảy ra ở Idaho thưa quý vị. Câu chuyện này nó đã thu hút cái sự chú ý của cái người dân Mỹ từ cái ngày 23 tháng 11 và Hoàng Vi đã nhiều lần muốn thưa chuyện với quý vị về cái tin tức này chính xác là một cái vụ án giết người. Chúng tôi thường không đưa những cái thông tin về những cái vụ án chỉ là cướp, giết, hiếp bởi vì uh, còn nhiều cái vấn đề khác hơn để mà nói. Nhưng mà trong cái thời uh, chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin dành một chút thời gian để nói về cái một cái vụ giết người phải nói là vô cùng mang rợ ở Idaho. Ở Idaho xảy ra ngay trong một cái khu mà uh, ký túc xá của sinh viên, toàn những nạn nhân toàn là bốn em sinh viên ở những cái tuổi vô cùng xinh đẹp ở 20 21 tuổi và đầy triển vọng vào đầy một cái tương lai tươi sáng quý vị thấy trên màn hình những cô bé, cậu bé rất là xinh đẹp. Nhưng cuối cùng vào cái ngày 23 tháng 11 đã bị đâm và đâm nhiều nhát trong lúc các em đang ngủ. Khi Hoàng Vi theo dõi cái thông tin này, mình 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 có thể mường tượng ra được cái sự đau đớn của những người làm cha làm mẹ của các em này đau như thế nào nhưng cái điều bế tắc xảy ra từ ngày 23 tháng 11 kéo dài hơn một tháng trời và gần như không có thông tin về hung thủ và cái con dao gây án mà đâm các em mà đâm nhiều nhát trong lúc các em đang ngủ như là vậy á người ta cũng không tìm ra và những cái cơ quan công lực Idaho vấp phải cái sự chỉ trích rất là lớn của người dân ở đây và các em học sinh các em xin lỗi các em sinh viên ngay trường đại học họ cũng bỏ về họ không tiếp tục theo học bởi vì họ thấy bất an. Nhưng mà cái bức màn bí mật thưa quý vị đã được đã được vén lên và mọi cái thông tin đã bắt đầu được giải mã một phần vào cái ngày 30 tháng 12 khi hung nghi can của vụ án là một cái tay có tên là Brian Koberger đã chính thức bị bắt giữ và đã bị áp tải ngay tại quê nhà của mình là Pennsylvania và bây giờ áp tải về Idaho để mà ra tòa. Cái câu chuyện mà Hoàng Vi muốn nói đó thưa quý vị là cái tay nghi can này nè là một không phải là một sinh viên bình thường thưa quý vị là một sinh viên 28 tuổi và là một sinh viên PhD tiến sĩ và tiến sĩ ngành gì quý vị biết không ngành tội phạm học và chính Koberger này Brian Koberger này đã từng lên Reddit trước đây và đặt ra những câu hỏi để mà thu thập những cái ý kiến của những người khác đó để công chúng đó về những cái kẻ giết người đó thì cái tâm lý của họ ra sao trong cái lúc mà họ gây án? Chính Brian đã post lên trên Twitter, trên Reddit là một cái diễn đàn, một cái mạng xã hội rất là lớn những cái câu hỏi tương tự như vậy và cũng chính Brian Koberger này đó thưa quý vị đã từng xin vô thực tập tại một cái cơ quan công lực của Pennsylvania vì nói rằng đã từng tốt nghiệp cử nhân và tốt nghiệp master là thạc sĩ trong cái ngành tội phạm cho nên rất là muốn được cống hiến và đây là một tiến sĩ nghiên cứu trong ngành tội phạm học và đã có cái hành vi nó mang rợ đến mức độ như vậy đâm người ta trong lúc ngủ thưa quý vị và cái một cái tình tiết nó còn rất là đặc biệt trong câu chuyện này á là trong số 6 em mà ngủ lại vào cái khu nhà ký túc xá Idaho vào cái đêm định mệnh 23 tháng 11 để rồi bốn em mà bị đâm liên tiếp nhiều nhát mỗi em như vậy đó thì có một em một em trong này là một cái nhân chứng thưa quý vị đã khai với cơ quan công lực là em thấy rợn tóc gáy khi mà À, em nghe những cái thanh âm và em biết rằng là có một ai đó trong nhà Nhưng mở cửa phòng mình ra check nhiều lần thì thấy là không có ai hết Nhưng mà cái lần mở cửa thứ ba em thấy là nghi can trùm bịt mặt lại để chừa hai cái mắt với hai cái hàng chân mày Mà em mô tả là rất là rậm đi ngang qua mình Em nói em gần như là chết đứng người lạnh ngắt hết không biết làm gì hết Và sau đó đó là nghi can đã bỏ đi tức là sau khi đâm bốn người chết thì đã bỏ đi ngay lập tức người ta đặt ra câu hỏi là tại sao nghi can này không đâm chết luôn đi cái nhân vật thứ năm mà lại bỏ qua một cái nhân vật phải nói là rất là may mắn là em này cuối cùng đã không bị sát hại thì fbi Hoàng Vi đọc thấy thông tin họ giải thích, họ nói rằng có thể là sau khi tốn quá nhiều năng lực, tốn nhiều sức để mà giằng co và đâm chết những cái nạn nhân kia, thì gần như nghi can đã mệt lử và không còn sức nữa và cho nên là đã bước ngang qua cái em này và đi về nhà. Và theo FBI công bố là nghi can này là trở về nhà của mình ở pennsylvania và còn đeo găng tay và còn lâu chùi cái xe của mình nhưng mà những cái hình ảnh mà người ta chụp tại hiện trường thấy nhiều cái vết máu phải nói là đây là một cái vụ án vô cùng khủng khiếp và đến bây giờ cơ quan công lực người ta vẫn chưa tìm ra được lý do vì sao mà nghi can lại tiến hành sát hại bốn cái em sinh viên mà đầy xinh đẹp và gần như không có thủ oán gì với nghi can hết người ta vẫn chưa có hiểu và vẫn còn những cái câu hỏi mà chưa được trả lời chưa được trả lời thưa quý vị. Nhưng ít nhất Hoàng Vi thông tin là để thấy rằng cái vụ án Idaho nó kéo dài từ ngày 23 tháng 11 cho đến cái ngày cuối cùng của năm ít nhất ít nhất là cơ quan công lực đã có thể làm cho gia đình của các em này cảm thấy yên tâm là cuối cùng đã tìm ra được hung thủ chứ không có rơi vào trong cái vùng bế tắc mà để cho mọi người cảm thấy đau đớn và không có hiểu nổi. Đó là những thông tin diễn ra ở nước Mỹ và cái dòng thông tin cuối cùng liên quan đến Việt Nam thưa quý vị. Vẫn là cái câu hỏi rất là lớn ở Việt Nam là trong cái thời gian vừa qua chính trường Việt Nam khi mà hai vị phó thủ tướng là ông Phạm Bình Minh và ông Bộ Vũ Đức Đam. Theo thông tin đưa ra thì cho rằng ông này đã nộp đơn lên quốc hội và xin được thôi đảm nhận cái chức vụ phó thủ tướng và quốc hội vào cũng ngày chiều ngày 9 tháng 1 theo giờ Việt Nam thưa quý vị thì quốc hội có nói rằng là họ đã chính thức miễn nhiệm hai cái vị trí này theo nguyện vọng cá nhân. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là vậy thì hai vị này, ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh là xin từ chức hay là bị Quốc hội miễn nhiệm? phải nói cho rõ bởi vì đến thời điểm này không có một dòng thông tin nào được đưa ra lần hai vì sao hai ông này lại mất chức phó thủ tướng. Mặc dù có nhiều đồn đãi cho rằng ông Vũ Đức Đam thì gắn liền với cái câu chuyện Việt Á hay là ông Phạm Bình Minh thì gắn liền với câu chuyện là chuyến bay giải cứu. Thì người ta không có giải thích được. Thì đến ngày hôm nay, quốc hội đã chính thức cũng chỉ đưa ra những cái thông tin rất lặp lờ cho rằng ừ, thì hai ông này nộp đơn xin thôi chức và quốc hội đồng ý với cái đơn đó. Cho nên là ông này, hai ông này xin từ chức hay là quốc hội miễn nhiệm, chúng ta cũng không có câu trả lời. Nhưng Hoàng Vi muốn thưa ở đây rất là ngắn thôi thưa quý vị. Đó là trên tạp chí Asia, Asia Sentinel, có một cái người mà phân tích về tình hình chính trị, ông này có tên là David Brown là một nhà ngoại giao Mỹ mà từng phục vụ tại Việt Nam năm trước năm 75 và ông rất là thông thạo tiếng Việt. Thì ông viết cái ý như thế này nè ông nhìn thấy theo ông qua những cái những cái nhà bình luận về chính trị mà những cái nguồn tin ông có được á cái sự ra đi của ông Phạm Bình Minh, đặc biệt là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đa. nhưng mà riêng Phạm Bình Minh á, là có thấy bóng dáng của Tập Cận Bình trong cái câu chuyện này. Là bởi vì ông Phạm Bình Minh nó là một người rất là giỏi và hai ông này chưa hề dính một cái tì vết nào trong cái sự nghiệp của mình hết. á Nhưng mà vì sao mà hai ông phải ra đi? Bởi vì ông Trọng, theo lời ông David Brown này viết nha thưa quý vị, Hoàng Vi thuật lại, ông Trọng đã dùng bình phong chống tham nhũng để che đậy thủ đoạn loại bỏ các phe cánh không ưa và có cả áp lực của Trung Quốc nữa là bởi vì ông Phạm Bình Minh đang có một cái tham vọng sẽ trở thành thủ tướng và cả chủ tịch nước. Nhưng mà ông Phạm Bình Minh lại có cái xu hướng là nghiêng về Mỹ là bởi vì ông đã từng đi du học ở Mỹ trước đây. Cho nên là ông ông Trọng không hài lòng và ông Tập cũng không hài lòng về cái cuộc chuyện uh, chuyện này. Và cái tờ Nikki đã thuật lại đó kể cả cái chuyến đi của ông Trọng tới Bắc Kinh vào tháng 11 vừa qua thì cái tên Phạm Bình Minh đã được ông Tập Cận Bình nhắc đến ông tập cận bình đã nhắc đến cái tên phạm bình minh và sau cái chuyến đi đó trở về người ta nhìn thấy là ở thời điểm này ông phạm bình minh đã phải ra đi và kết thúc chấm dứt toàn bộ những cái tương lai sáng lạng trong cái sự nghiệp chính trị của mình và cho đến thời điểm này cái câu hỏi mà người dân việt nam đang rất muốn biết muốn được nghe muốn được nghe là lý do vì sao mà hai ông này phải ra đi gần như không có cái lời đáp chắc chắn cho đến khi chúng tôi đọc được cái thông tin của một số cái nhà bình luận chính trị trên cái tờ Nikki này thì chúng ta mới hé lộ được những cái bí ẩn trong sâu đằng sau cái sự ra đi của hai ông cựu phó thủ tướng như thế này. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.